Xin chào các bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công cụ IntelliJ để sau này chúng ta sẽ dùng nó để học lập trình Java. Ở đây là mình sẽ hướng dẫn trên cái loạt bài của mình bằng cái công cụ IntelliJ, và cái công cụ này rất là hay, có cái nhiều điểm tương đồng với cái công cụ về sau chúng ta sử dụng, đó là cái công cụ Android Studio. Ngoài ra thì nếu như các bạn đã từng tìm hiểu về một số cái công cụ khác của IntelliJ thì các bạn thấy là sử dụng nó rất là thuận tiện và rất là thích. Đấy, thì mình sẽ xây dựng lại cái loạt bài của mình ở trên cái công cụ này, và mình sẽ thay thế cho cái công cụ NetBean và cái công cụ Eclipse ấy. Thì chúng ta sẽ chuyển sang dùng với cái công cụ mới này. Ở đây thì có cái bản free cho nên là chúng ta dùng rất là dễ. Ok, bây giờ thì cái bước đầu tiên của chúng ta đó là cài đặt. Đấy, cài đặt thì chúng ta vào cái trang chủ của zbrain.com. Đấy thì nó có cái công cụ IntelliJ và mình sẽ để cái link tải ở ngay phía dưới clip, hoặc các bạn lên Google gõ IntelliJ thì kích vào cái link đầu tiên các bạn tìm thấy thì nó sẽ ra cái trang này đó. Chúng ta kích vào nút này hoặc nút này, đấy, kích vào đâu cũng được. Sau đó thì mình sẽ nhận được đó là cái chỗ download này, thì nó có hai cái phiên bản, bản Ultimate này và bản Community. Đấy thì cái bản này á, thì là cái bản miễn phí. Còn cái bản này đó là cái bản mà free trial, tức là nó sẽ phải trả phí, thì các bạn có thể sử dụng cái phiên bản này vừa để lập trình web, mobile, và cái này là dành cho các doanh nghiệp đấy, enterprise development thì liên quan đến Java Bean các thứ ấy, thì các bạn có thể lập trình ở trên cái bản Ultimate này. Ở đây thì chúng ta ở mức basic. Đấy, chưa cần phải to to bố lớn gì, cho nên chúng ta chỉ cần cái bản community này là đủ dùng rồi. Đấy, mình kích vào cái chỗ download này, bản community đó. Sau đó thì chúng ta sẽ chờ nó tải xuống. Ở cái này là hơn 400 MB. Đấy, vào cái tốc độ mạng của các bạn chậm hay nhanh thì nó sẽ tải xuống tùy. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ chờ để cho nó tải xong, thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt và chúng ta sẽ thử test xem là cái việc cài đặt của chúng ta đã thành công hay chưa. Chúng ta sẽ chờ trong ít phút. Ok, như vậy chúng ta đã tải xong, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Đây, chúng ta đúp vào cái nội dung của ta này. Lưu ý các bạn là khi mà các bạn vào cái trang này ấy, thì tại cái thời điểm các bạn vào nó sẽ có những cái phiên bản mới hơn. Đấy, các bạn cứ chọn những cái phiên bản mới đấy chúng ta dùng, không thành vấn đề gì cả. Ok, đợi cho nó cài xong thì chúng ta sẽ cùng nhau test. Và ở đây thì lưu ý là nếu như các bạn mà mới bắt đầu mà cài cái IntelliJ này để lập trình Java ấy, thì lưu ý là các bạn phải cài thêm cả một cái gọi là JDK nữa. Đấy thì nó mới có thể hoạt động được. Còn cái này chỉ là cài cái công cụ thôi, và nó sẽ móc nối với cái công cụ Java, tức là môi trường của cái Java ấy, thì chúng ta phải cài cái môi trường của Java nữa. Ok, và cái này các bạn chỉ cần next, cái này là mặc định như thế này. Đây, đấy cái phần mà chọn cái shortcut này này thì tùy vào cái hệ điều hành các bạn, thì thường bây giờ là hệ điều hành 64. Cho nên là chúng ta sẽ chọn cái 64 này cũng được này, hoặc là tick hoặc cả hai. Đấy, mình chỉ cần chọn cái 64 thôi. Rồi là cái này association thì các bạn có thể ở đây là nó hỗ trợ cho các bạn là ba cái loại ngôn ngữ chính ở đây. Thứ nhất đó là cái Java, đấy, chúng ta tích vào đây, cũng có thể kích vào cái KT này này đấy. Nếu như mà bạn mà chưa có cái máy ảo Zero E này, này thì tức là chưa có cài Java gì hết, thì các bạn cũng có thể tích vào cái download install Zero E x86 by ZBrain này, thì tự động nó sẽ tải về cài cho chúng ta. Đấy thì ở chỗ này là các bạn tích tùy các bạn nha. Đấy, có thể là tích vào cả hai này, tích vào cái Java này, các bạn cứ tích vào cái ô Java vì chúng ta đang muốn lập trình Java mà. Đấy, rồi là tích vào cái ô download này đi, rồi next. Đấy thì cái này nó sẽ cho chúng ta chọn này, tức là rất là nhiều thứ. Đấy, ở đây là mình cài như thế này và mình để mặc định là ZBrain, chọn install. Đấy, chúng ta sẽ chờ. Cái này là nó đang tải thêm những cái mà chúng ta tùy chọn vừa nãy ấy. Đấy, tức là cái Zero-E, cái x86 thì bây giờ nó tải về cho nó cài đồng thời chúng ta. Đấy, cái này thì các bạn lưu ý là khi mà chúng ta cài thì chúng ta sẽ phải kết nối internet, đừng có để nó bị gián đoạn. Đấy, thì cái việc cài nó sẽ tiến hành một cách thuận lợi.
và chúng ta sẽ chờ cho nó cài xong. Ok, như vậy là chúng ta đã cài đặt xong và bây giờ thì chúng ta sẽ mở cái công cụ chúng ta lên xem nó như thế nào. Bây giờ tích vào cái dấu run này, finish. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chờ. Đây, thì lần đầu tiên nó sẽ hiện lên cái bảng yêu cầu cho chúng ta và chúng ta sẽ chọn là do not import bởi vì trước đó chúng ta chưa có cái nào hết. Chọn OK. Và chúng ta chờ trong một chút đây. Đấy thì cái này này nó bắt chúng ta phải lăn hết từ trên xuống dưới. Đấy xong cái này accept nó sáng lên thì chúng ta lăn con chuột để đến cuối sau đó ấn vào accept. Đây, phần đầu tiên nó là cái phần cho chúng ta chọn cái giao diện. Thông thường nó có hai cái loại theme mà cho chúng ta lựa chọn. Thứ nhất là cái loại theme tối này, tức là để code nó đỡ tối đỡ đỡ bị nhức mắt. Loại thứ hai là cái loại IntelliJ này thì nó sẽ sáng. Đấy thì nó sẽ nhức mắt hơn. Tuy nhiên là cái khi mà nhìn lỗi thì nó dễ hơn. Còn ở bên này thì đây là có hai cái theme này các bạn tùy chọn các bạn nha. Giả sử ở đây là mình thích chọn màu sáng thì mình chọn cái IntelliJ. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn Next. Đấy. Thì bây giờ nó sẽ có khá là nhiều những cái lựa chọn. Đó. Còn nếu như các bạn mà không muốn sử dụng cái nào, đấy thì chúng ta sẽ bỏ qua phần này. Đó, chọn Next. Rồi. Bây giờ chúng ta đến phần này thì chúng ta không dùng thì chúng ta cũng Start X kích vào cái này. Đấy, bỏ qua phần này, không cần install, không cần kích vào đây đâu nhé. Đó. Nếu các bạn thích cái nào thì kích vào thôi. Nên là không không dùng thì thôi bỏ qua. Đấy, thì đợi cho cái này nó khởi động lên. Trong lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ nói một chút, đó là lúc nãy mình có nói đó là các bạn mà chưa có cài Java ấy, thì các bạn nên cài cái Java vào, các bạn lên cái Google các bạn gõ đó là Java. Đấy. OK, khi mà cái này nó hiện lên như thế này, đấy, thì cái lần đầu tiên chúng ta chưa có project nào hết, thì chúng ta sẽ kích vào Create Project, đó, kích vào Create Project, đấy, thì ở đây nó có hỗ trợ những cái thứ như thế này này. Lúc nãy mình nói sở dĩ tại sao chúng ta phải cài Java là bởi vì như thế này, khi mà cái lần đầu tiên vào đây này thì chúng ta sẽ có những cái tùy chọn như Java, Java FX, Android hay là những cái dưới đấy này. Đấy thì nó sẽ bắt chúng ta chọn cái SDK mà SDK của chúng ta chưa có tải, chưa có cài trước. Đấy tức là cài ở ngoài này cũng được này, hoặc là chúng ta đợi nó hiển thị lên này. Nếu như các bạn chưa cài gì hết, đấy thì các bạn có thể trỏ nó vào đây này. Đấy, hoặc là các bạn tìm cái SDK như thế này. Chúng ta kích vào cái new này. Đấy, chúng ta thường sẽ ở Windows thì sẽ vào ổ C. Đấy, vào cái program file đối với cái hệ điều hành 64, còn program file x86 đối với hệ 32. Đấy, chúng ta sẽ tìm cái Java. Đó, thì nó sẽ có ở đây là cái phần SDK. Đấy, SDK thì chúng ta sẽ chọn cái JDK này này. Ở đây mình cài sẵn Java rồi, cho nên là mình sẽ chọn bất kỳ một cái JDK này. Ok, và mình sẽ chọn cái này thử coi. Sau đó ok. Đó, như vậy thì cái chỗ này nó không có màu đỏ nữa. Đó thì chúng ta mới ok. Còn nếu như các bạn chưa có JDK gì hết ấy, thì các bạn kích vào cái đường link này này. Đây. Nó có sẵn cái đường link ở đây cho chúng ta. Đấy, hoặc là các bạn vào đây này. java.com này này. Đấy, các bạn sẽ vào trong cái Java ấy, các bạn tải về. Tuy nhiên cái này thì không cần thiết, cái này chỉ là giới thiệu ngoài thôi. Ở trong cái công cụ này nó cũng hỗ trợ luôn cái tải cái JDK này rồi, thì các bạn kích vào đây tải về cài đặt ok, xong rồi mở cái này lên, xong rồi làm y hệt cái bước lúc nãy mình hướng dẫn các bạn. Chọn new đấy, vào ổ C, vào cái program file với hệ ngoài 64 và chọn cái Java. Đây, chọn Java, xong rồi chọn một cái JDK tương ứng. Có thể là nó là JDK 10 hoặc JDK 8, JDK 8 thì nó là 1.8. Ok. Đấy, xong rồi chọn một cái xong thì các bạn ok. Đấy thì cái chỗ này nó sẽ sáng lên như thế này. Đấy nó không bị đỏ nữa thì lúc đấy các bạn mới ok. Đấy, từ lúc này chúng ta chọn lập trình Java.
Là chúng ta chọn xong như thế này rồi, cài xong ok hết thì chúng ta chọn next. Đó, cái này thì các bạn có thể tích vào cái này cũng được, không thì thôi. Đấy, chúng ta không cần command line app, tức là code ở trên cái màn hình nhìn giao diện nó dễ chịu hơn thì chúng ta bỏ qua phần này, chúng ta chọn next. Đấy, cái này thì tên của project, ví dụ chúng ta cho cái này là Hello Java. Sau là tiếp các bạn chọn finish. Đấy, hoặc ấn enter. Sau đó thì chúng ta sẽ chờ một chút. Đấy, nó sẽ tạo ra cái project cho chúng ta. Đó, và nó hiện lên một cái tip, thì cái tip này các bạn có thể tắt đi hoặc để như này, tức là nó là cái để hướng dẫn chúng ta sử dụng sao là nó hiệu quả nhất cái công cụ này thôi. Đấy, đây là tùy ý các bạn nha. Đây, mình sẽ đóng nó đi. Đó, bây giờ mình sẽ cho cái màn hình này nó lên như này, tức là mới đầu vào như thế này ấy, thì các bạn nhìn để ý phía bên dưới này, nó đang chạy chạy như thế này ấy, thì ở đây nha. Đấy, nó đang chạy như thế này thì các bạn sẽ không sử dụng được. Đấy, bên này nó đang có một cái thanh tiến độ này, thì các bạn phải đợi cái này nó chạy xong thì nó hiển thị ra một cái khung phía bên tay trái này và một cái khung phía bên tay phải này để edit code, thì lúc đấy chúng ta mới có thể sử dụng được cái công cụ. Đấy, cái này nó là họ nhà IntelliJ, nó rất là giống với cái công cụ của Android Studio. Các bạn sử dụng cái công cụ quen thì về sau chúng ta lập trình rất là dễ, và cái này sử dụng vừa tiện, nó là có nhiều cái tính năng hay ho. Và khi mà chúng ta chỉ muốn học Java ở cái mức basic đấy, xong đó thì chúng ta chuyển sang là Java liên quan đến Android, hoặc là chúng ta cũng sử dụng cái công cụ này để lập trình Kotlin, sau đó là chuyển sang Android, thì cái này cũng kết hợp được luôn với cái Android, và chúng ta cài thêm vài thứ nữa. Đấy, không thì chúng ta chuyển sang cái công cụ Android Studio thì nó sẽ tương đồng nhau và sử dụng nó sẽ tiện cho các bạn. Ok, cái lần đầu tiên mà chúng ta mở lên này này là nó khá là lâu, và sau này thì khi các bạn mà có nhiều project ấy, thì càng nhiều project thì cái lúc đầu mở lên thì nó sẽ khá là lâu, cho nên là chúng ta chịu khó là chờ một lúc thì nó mở các thứ nó đồng bộ. Sau đó thì chúng ta sẽ code. Ok, nhân tiện là nói luôn một số những cái vấn đề, đó là chúng ta khi mà sử dụng một cái công cụ nào đó ấy, thì chúng ta nên sử dụng thành thạo nó, và nên là mở rộng cái khả năng của chúng ta ra một cái công cụ khác nữa. Đấy, tức là ngoài cái công cụ này ra, chúng ta còn có thể sử dụng những cái công cụ nó cũ hơn, ví dụ như NetBeans hoặc là sử dụng Eclipse. Đấy, ngoài ra chúng ta cũng code một cái file đơn giản, chúng ta cũng thể sử dụng Sublitext hay là một cái Notepad cộng cộng cũng có thể sử dụng nó để code được. Ok, rồi bây giờ đây là cái giao diện sau khi chúng ta mở lên nó succeed này. Đấy, không có vấn đề gì. Đấy, thì đây chính là cái project Java của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái thư mục mới, mình gọi là một cái package ở trong cái phần src này. Đấy, trong src bây giờ mình sẽ tạo ra một cái file đi. Phần package thì để sau, đến phần nào phù hợp mình sẽ nói. Chúng ta chọn chuột phải vào nó, chọn New, chọn Java Class. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái class gọi là class là Hello. Đấy, mình sẽ ok. Đấy, thì nó sẽ tạo ra cái class Hello cho chúng ta như này. Đó, chữ này khá là nhỏ, nếu các bạn muốn thay đổi lại phông kích cỡ rồi là cái theme thì chúng ta vào file này, chọn setting này, sau đó thì chúng ta chọn vào cái mục ở đây, đó là editor này. Đấy, chọn vào General này. Được chưa? Đấy, thì cái chỗ này là chúng ta thấy cái phông. Đấy, chúng ta kích vào cái phông. Ở chỗ này thì size là kích thước của nó. Đấy, còn chỗ mono các thứ này, cái kiểu phông này thì các bạn sẽ chọn cái kiểu phông các bạn thích. Bây giờ giả sử mình thích cái phần sâu này. Mình thích cái kích thước của nó là khoảng 20, bởi vì mình bị cận, mình không thích xem chữ nhỏ rất là khó chịu này. Ví dụ cái khoảng cách giữa các dòng là mình cho 1,25 đi. Đấy, sau đó thì mình ấn apply, mình ấn ok. Đó, thì cái phông của chúng ta này nó to lên như thế này rồi. Đó. Các bạn muốn đổi lại cái màu theme từ lúc đầu ấy, các bạn không thích cái màu trắng này nữa, thì chúng ta cũng vào cái phần setting này. Đấy, vào cái phần general này. Không phải, cái này nhầm.
vào cái chỗ color camo này đó, thì ở đây đó thì các bạn sẽ chọn cái color camo này tùy theo ý các bạn. Đấy, vào cái này này, chỗ default này này. Đấy thì nó có cái default và Dacula. Đấy, chọn cái Dacula thì nó sẽ màu đen. Thì là chọn apply này. Đấy, cái này thì tích vào đây thì nó không hiển thị lại nữa. Đấy thì nó sẽ chuyển sang màu tối. Đó. Và nếu như không muốn màu tối thì ta chọn default thì nó sẽ chuyển lại cái màu nãy chúng ta. Ok. Đấy. Đây là những cái thứ mà các bạn nên biết để khi mà chuyển đổi, ví dụ là vào ban đêm thì ra code để màu sáng này rất là khó chịu. Đấy. Và khi mà chúng ta muốn chuyển sang màu sáng thì chúng ta phải biết nó tìm ở đâu. Đấy là những cái bước cơ bản. Bây giờ chúng ta sẽ viết cái chương trình đầu tiên để test xem nó có ok không. Chúng ta gõ đây là public static. Chúng ta có thể viết tắt nha. Đấy, public static void main thì viết như là psvm tab thì nó có luôn như này. Chúng ta gõ in ra màn hình thì là sot tab. Đấy, thì cái này cho vào đây là hello IntelliJ như này đi. Sau đó thì không cần Ctrl S gì hết. Đấy, các bạn lúc này bây giờ để chạy thì chỉ cần chuột phải. Đó, chọn Run. Đây này. Đấy. À, tương đương với Ctrl Shift F10. Sau khi Run lần đầu tiên thì cái nút này nó sẽ màu xanh lên, và lần sau các bạn chỉ việc tích cái nút màu xanh này hình tam giác thì nó sẽ chạy cho chúng ta. Và trước khi chạy thì các bạn để ý phần dưới này. Đấy, chỗ này dưới này nó build này, tức là nó sẽ build cái project của chúng ta không bị cái lỗi gì hết thì nó sẽ chạy, còn cái này mà có cái lỗi gì thì nó sẽ báo luôn, nó có cái gạch chân đỏ đỏ với bên dưới cái chỗ mà cái lệnh chúng ta gõ bị lỗi. Đấy thì đây chính là cái nội dung mà chúng ta vừa với chạy này đó. Bây giờ muốn chạy lại thì kích vào cái nút này đó, mỗi lần kích thì nó lại build lại cái rồi. Cái này sau khi cài thì các bạn nên restart lại máy để cho nó mượt đó. Hoặc cái cách tiếp theo là chúng ta lại kích vào cái nút màu xanh ở trên này, hoặc là chuột phải lại chọn cái run này, để các bạn thấy cái nào dễ thì các bạn dùng. Ok, đấy, như vậy thì cái việc cài đặt của chúng ta đến thời điểm hiện tại thì mình đã giới thiệu xong. Từ cái bài tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái việc đó là học Java và sử dụng cái công cụ IntelliJ này. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài học Java tiếp theo.